Đây là bài tập sao chép chiếc xe tải. Ở đây chúng ta quan sát cấu trúc mang tính hai chiều giữa chiều dọc và chiều ngang. Đồng thời chúng ta cũng quan sát xem trẻ có biết phân biệt được ranh giới của mình với người khác và có biết tưởng tượng những khối gỗ là chiếc xe tải hay không. Trẻ biết kết hợp giữa dọc và ngang để xếp được chiếc xe tải như hình mẫu. Trẻ cũng có thể tưởng tượng đó là chiếc xe tải và trò chạy.